Xin chào mừng tất cả quý vị và khán giả, chúng ta đang được quay trở lại với lượt về tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2023. Và trận đấu đầu tiên của lượt về của cả hai đội đó là câu lạc bộ nữ Sơn La cùng với các cầu thủ bên phía đội bóng Phong Phú Hà Nam. Ở trận lượt đi thì chiến thắng 4-0 thuộc về thầy trò cô Nguyễn Khánh Thu. Cô trò bên phía Phong Phú Hà Nam đã có một chiến thắng thực sự là rất tuyệt vời. Hôm nay thì Sơn La mang tới sân vận động Thanh Trì 11 cái tên, đó là trong khung gỗ thủ thành Hà Thị Minh Ánh. Hôm nay thì Phong Phú Hà Nam ra sân với bộ trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng. Và phía bên kia Sơn La ra sân với bộ trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ. Ở hiệp thi đấu đầu tiên này thì Sơn La họ là những người bảo vệ cầu môn bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Còn bên phía Phong Phú Hà Nam họ là những người sẽ sở hữu bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và khán giả. Rất nguy hiểm. Pha làm tường của Tạ Thị Thủy dứt điểm, không vào. Pha ra chân một chạm quá tuyệt vời đến từ vị trí của Tuyết Dung. Đang thi đấu chính ở trên sân ở thời điểm hiện tại. Còn thậm chí người cầm băng đội trưởng của cao thủ Sơn La trong ngày hôm nay với sinh năm 2005 mà thôi. Vừa rồi rõ ràng là một cơ hội quá nguy hiểm mà Vũ Thị Hòa đã bỏ lỡ. Ở trong trận lượt đi thì Vũ Thị Hòa cũng là một trong những cái tên mà góp mặt trên bảng điện tử. Một tình huống dứt điểm gôn trống và Vũ Thị Hòa đã xử lý nó không thành công với một pha dứt điểm một chạm. Rõ ràng khung thành đã bị bỏ trống. Hôm nay thì lại là một ngày mà Lan Mai sẽ thi đấu song song cùng với Ngọc Uyên. Cặp đôi trung vệ trẻ sẽ được một lần nữa sử dụng. Nguy hiểm, đánh đâu không vào. Vẫn không vào đến từ pha đánh đầu bồi của Tạ Thị Thủy. Rõ ràng là những cơ hội 10-10 đã đến rất nhiều với Phong Phú Hà Nam. Có thể nói đây đã là cơ hội thứ 3 của đội bóng Phong Phú Hà Nam tính đến thời điểm hiện tại. Pha ngoặt lại của Tuyết Dung là quá kinh nghiệm và đẳng cấp. Pha đấm bóng ra đến từ vị trí của thủ thành Minh Ánh cũng là không hề tốt khi bóng bay thẳng vào đầu của Tạ Thị Thủy. Nhưng ở tình huống dứt điểm sau không được. Vẫn là một tình huống nỗ lực chọc khe rất hay. Cơ hội mở ra dành cho Lưu Hoàng Vân, đưa bóng vào. Bàn thắng đã được mở dành cho cao thủ Phong Phú Hà Nam. Người ghi bàn là số 6 Vũ Thị Hòa. Đó là một bài đánh đơn giản với một tình huống xuống biển. Pha chọc khe tuyệt vời dành cho tốc độ của Lưu Hoàng Vân. Và pha đưa bóng vào trong nó quá đơn giản để cho Vũ Thị Hòa có thể băng cắt và dứt điểm về phía khung thành của Minh Ánh. Đường truyền phải nói là tuyệt vời đến từ vị trí của Thùy Linh. Một pha chọc khe mà nó loại bỏ đi hoàn toàn hàng phòng ngự của đội bóng Sơn La. Và nó đã khiến giúp cho Lưu Hoàng Vân quá đơn giản để có thể bứt tốc và sau đó tung ra một đường căng ngang dành tặng cho Vũ Thị Hòa. Minh Ánh cũng đã có một nhịp lao ra không chính xác. Thôi đúng Tuyết Dung rồi. Và cửa lòng của Tuyết Dung không vào. Cú đúp xà ngang dành cho Phong Phú Hà Nam. Rõ ràng là cái chân trái của Tuyết Dung là rất phù hợp ở trong pha dứt điểm đá phạt như thế này. Để tìm kiếm bàn thắng dành cho Sơn La là quá khó. Gần như ở quãng thời gian vừa qua chúng ta còn thậm chí không thấy Sơn La lên được bóng. Và đây là cơ hội không vào. Pha chuyền không tốt từ Tuyết Dung, vẫn là cơ hội. Bằng một cách kỳ diệu nào đó thì bóng lại vẫn đến chân của những cô gái bên phía đội bóng Phong Phú Hà Nam. Đã cùng xem lại một đường chuyền của Tạ Thị Thủy. Bóng đập vào người của một cầu thủ bên phía Sơn La. Và sau đó vô tình nó đến được với vị trí của Lưu Hoàng Vân. Đây rằng chính khả năng dứt điểm tốt bằng chân trái của Tuyết Dung của chúng làm chúng ta không hiểu rằng cô thuận chân nào. Đây là một tình huống mà Tuyết Dung đã kiến tạo bằng cái chân phải của mình. Pha tạt bóng quá vừa tầm dành cho Tạ Thị Thủy để lao vào. Và pha lao vào đánh đầu của Tạ Thị Thủy là rất tuyệt vời. Pha đánh đầu tung lưới của Minh Ánh. Không ai có thể đánh bại được Tạ Thị Thủy ở việc không chiến cả. Thể hình rất tốt đến từ số 21. Cú đánh đầu để giúp cho Phong Phú Hà Nam nhân đôi cách biệt lên thành 2-0. Thì Phong Phú Hà Nam là cái tên mà đóng góp nhiều thành viên nhất. Rằng họ đóng góp tới 9 cầu thủ trong đợt triệu tập vừa rồi. Rất nguy hiểm và phải nói là đẳng cấp rằng chỉ biết dùng hai từ đẳng cấp để có thể miêu tả về tình huống vừa rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm, và dù rằng Tuyết Dung luôn là một tượng đài dành cho tất cả tiền vệ trẻ nữ Việt Nam có thể nhìn và học tập. Có lẽ rằng chúng ta chỉ biết cách nhìn, im lặng và chứng kiến một tuyệt mỹ mà Tuyết Dung tạo ra, thay vì dùng bất kỳ lời bình phẩm nào cũng không thể miêu tả được pha dứt điểm vừa rồi của Tuyết Dung. Một tình huống dứt điểm một chạm bằng một cái chân trái, một cái chân có lẽ là không biết, có thể nói là chân không thuận hay chân thuận nữa. Cơ hội đường vào, và giật gót đến từ vị trí của Trần Thị Lan Anh. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận thi đấu giữa các cầu thủ bên phía Phong Phú Hà Nam cùng với câu lạc bộ Sơn La cũng đã được vang lên. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 3-0 nghiêng về dành cho các cầu thủ Phong Phú Hà Nam. Những người ghi bàn ở trong trận đấu này đó là số 6 Vũ Thị Hòa, và bàn thắng thứ hai đó là bàn thắng đánh đầu của Tạ Thị Thủy, và cuối cùng kết thúc cho 3 bàn thắng đó là pha siêu phẩm của đội trưởng Tuyết Dung.